Sau đây rất vui được đấy là đến họ nhảy trai. Tôi cũng chưa thể được bằng tên tình là Phu Thê. Mừng cho họ nhà trai một lần nữa lần đầu. Tôi cảm ơn. Cảm ơn. Nhiều nhiều chén thì mà một mình anh uống thì nó rất khó. Bây giờ anh cứ, uống cứ, với tất cả các anh. Cứ phải cùng anh em uống. Họ kéo pháo mà mình phải chơi. Đây giải đây giải thay mặt đây. Các anh nói thật là bây giờ bên anh thì rất chi là khó. Anh thì cũng xe pháo. Anh em mình thì còn gặp nhau nhiều lắm. Vâng, xin phép MC thì hiện tại là mình đại diện cho nhà gái. Cũng hát cái hay nhưng mà cũng gửi cho họ trai một cuộc thức lực mang tên tình là Phu Thê. Em đón hết nhà gái luôn. Hết rồi, đón hết nhà gái của mình luôn. Đây người anh yêu, yêu em rất nhiều. Thu với em thì chuyện đời bên nhau ngưng lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là những màn đón khách trước khi ra về. Mọi người nhớ đây là có anh em bên nhà họ kẻ gái chuẩn bị ra cửa ra về. Nhưng mà đây có màn báo hiệu đón khách để chào tạm biệt khách nha. Thanh xuân này chỉ dành cho ai. Tình thương đó là tình phụ nữ. Cả cuộc đời không thay thế ai. Tình thương đó là tình yêu tôi. Cả đời này chỉ dành cho em. Mời xin mời một tràng pháo tay lên các bạn. Vâng, vâng, hôm nay mình không mời hát nhưng mà hôm nay mình cháu lên dũng xuống lên sân này. Thế thôi hát hát này là mời cho hai cháu cho là phúc. Yêu em rất nhiều, thương quý em thì đừng ta. Cho đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, cho trái tim Phu Thê để người mình vẫn Thank you.